Đi câu cá nha, chiều đi câu cá, đi câu cá cá không? Cá chóp đó. Bây giờ tìm mày mua mồi nè, cá cá không? Mồi nè, đi mua mồi. Regular. Mua trùng máu đi câu cá. Which one? Just the regulars, that's all. How much is it? $13.90 a dozen. Comes with 15 with tax. 15. Lam lam. Here comes her. $40. Right. Yeah, 300. How much? 300. 300? Yeah, 300. Of what? So 800 is gonna be around $36 for 300. Đây con cá mình câu được nè ha. Bây giờ mình làm chiên ha. Có phần chiên cuốn chả ăn cá. Cuốn chả như bún ha, cá. Mua về để làm cá đi được ha. Làm cá cái dãy nó vô đây ha. Cái dãy nằm trong này. Cái dãy nằm này nè. Cái con dân này ngồi. Rất là tiện. Cái chị nào cô nào á biết làm cá lấy làm mua đây về làm được nè ha. Làm vậy nó nằm trong này luôn, không có văng này, văng vào mặt nè ha. Ok.
Có nhiều cách, nhiều tập tỏi nha. Đó, bị cũng được nè. Bạn bị đập hơn dần. Mình bỏ vẻ ít tỏi bỏ vô thôi. Này dập thơm nè. Dập thơm thấy không? Chị nó dầm cầm dao đó, thấy sợ không? Mấy chị cầm dao ghê lắm. Ok đó. Đó. Thơm trộn vô rồi đó. Bắt đầu bỏ đi trộn luôn đó. Không mặn là bỏ muối. Không mặn này ngày bỏ đường thiên. Bỏ nó thì lạnh ha. Cho nó lạnh. Cái chai nêm này 20ml nha. Bỏ vô thì rồi. Đấy, giờ đang đổ nêm cho làm nè. Thơm. Cái gì một tô nêm này ăn ngon. Hết sảy luôn tô nêm này. Đường ha. Rất ngon, thơm nữa, thơm nữa ha. Rồi, để gần một con cá nữa, rồi xong. Lên đường ăn tiếp, ăn nhức răng chơi. Sang quay vô. Bây giờ cố mày giống quay. Ủa đang quay hay tắt rồi. Ừ. Đúng không?
Dạ, rất là nhất là đằng. Ha 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 ha.